Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Vietsake Official. Trong sáng ngày hôm nay thời tiết tương đối mát mẻ vì tối hôm qua có mưa bay. Việt đang có mặt tại trục đường Lê Lợi. Trục đường này nối từ đường Hùng Vương lên trên đường Nguyễn Tất Thành. Hai bên thì buôn bán tấp nập, mật độ xe di chuyển cũng khá là đông đúc. Trong video này Việt sẽ quay theo lộ trình từ đường Lê Lợi sang đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Trung Kiên để cho cả nhà mình cùng xem nhịp sống của thành phố Tuy Hòa như thế nào nhé.